Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất. Tập 64. Chương 631, Vô Lượng Tôn giả tới. Nghe được đã bình yên vô sự, hai cô cháu cùng kích động giang hai cánh tay lao tới chỗ Giang Bắc Nhiên. Lựa chọn một, đơn độc ôm lấy một người trong đó. Ban thưởng, thiên chu kỳ hình, địa cấp trung phẩm. Lựa chọn hai, cùng ôm hai nữ nhân. Ban thưởng, vân phách độc quyết, địa cấp hạ phẩm. Lựa chọn ba, khéo léo né tránh hai nữ nhân. Ban thưởng, cộng một điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Vậy cũng được, Giang Bắc Nhiên thầm mắng xong bèn chọn số 3, thân hình thoát một cái đã tránh khỏi hai nữ nhân đang nhào tới. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm mị lực. Uầy, lại phải đẹp trai hơn rồi, phiền chết đi được. Nhìn điểm mị lực lại tăng thêm một chút, Giang Bắc Nhiên vô cùng buồn bực. Hai nữ nhân cùng vồ hụt nhìn nhau một cái rồi xem như chưa có gì xảy ra lùi ra chỗ khác. Giang Bắc Nhiên nhìn lên thiên nhãn, phát hiện số huyền thánh kia ít nhiều đều lộ ra vẻ chật vật, có vài người áo choàng bị rách, còn có mấy vị bị thương. Con mẹ nó, rốt cuộc y phục đám huyền thánh này mặc được làm từ chất liệu gì vậy? Vừa rồi vô tượng tôn giả rõ ràng không nhắm về phía Giang Bắc Nhiên, vì linh mạch nên chắc chắn hắn đã lưu thủ, bằng không một khi chiêu thức thẩm thấu xuống đất sẽ không hay. Cơ mà mỗi dư ba của chiêu thức thôi cũng khiến Giang Bắc Nhiên dùng hết sức ngăn cản. Nếu phải chính diện đối đầu với huyền thánh, chỉ sợ hắn chẳng trụ nổi một chiêu. Uy lực của huyền thánh khủng bố như vậy. Chờ chút, bọn họ đang cãi nhau. Nhìn 10 huyền thánh vây quanh vô tượng tôn giả không ngừng chỉ trỏ trong thiên nhãn, rõ ràng là đang chỉ trích đối phương. Chẳng lẽ là Giang Bắc Nhiên lập tức có suy đoán, đồng thời vận khởi quy tâm quyết hấp thu linh khí. Quả nhiên, mộc linh khí đã mỏng hơn rồi. Hiện Giang Bắc Nhiên trốn rất sâu dưới lòng đất, mà mộc linh khí cũng không ngừng trào vào hang động, hắn nhận ra mình cách linh mạch không xa. Mà chiêu vừa rồi có uy lực lớn như vậy, khó tránh tổn hại tới linh mạch. Lão đầu bại gia này, biết rõ ở dưới có linh mạch vẫn chơi lớn như thế, bị mắng là đúng rồi. Trong thiên nhãn, đám huyền thánh cãi nhau liên tục nửa nén hương, sau đó dần rời đi. Thoải mái vậy sao? Thấy thế, trong lúc nhất thời Giang Bắc Nhiên không biết nên nói gì. Họ tranh giành hơn cả năm trời, cứ thế phủi bỏ đi. Chẳng lẽ một năm nay họ đã đoạt được cái khác? Bất quá Giang Bắc Nhiên cũng không đoán bật, dù sao bộ phim này kết thúc là được, tiếp theo hắn cần nghĩ xem nên rời đi kiểu gì. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi. Giang Bắc Nhiên thu thập linh thạch địa cấp rồi nói. Lâm Du Nhạn và Lâm Thi Uẩn nghe xong thì cùng hô. À, nhanh như vậy đã phải đi rồi. Còn nhanh nữa, các ngươi tính ở lại đây cả đời à? Giang Bắc Nhiên quay đầu lại hỏi. Lâm Du Nhạn nghe xong thì xấu hổ đáp, vậy cũng được. Giang Bắc Nhiên đánh giá nàng một lần, gật đầu nói, cũng được, ngươi muốn thì ở lại đây đi, ta để trận, pháp lại cho ngươi. Vậy sư huynh thì sao? Trở về à? Giang Bắc Nhiên vừa nói vừa thu thập đồ. Lâm Du Nhạn đoán sư huynh sẽ trả lời như vậy nên cũng chẳng thất vọng gì. Yên lặng quay đầu đi thu thập hành lý. Thấy Lâm Du Nhạn như thế, Lâm Thi Uẩn cũng chẳng tự chuốc nhục nhãn, chỉ có chút mất mát thở dài. Giang Bắc Nhiên dọn đồ xong thì quan sát hang động một vòng rồi thở dài. Hơn một năm nay, hắn thu hoạch được rất nhiều, cũng cảm nhận được sự cường đại của linh mạch ngũ hành, hy vọng về sau còn cơ hội gặp được. Giang Bắc Nhiên đáng tiếc lắc đầu, vừa muốn đi ra ngoài thì hệ thống lại phát động là ban thưởng địa cấp thượng phẩm. Giang Bắc Nhiên nhún vai, hỏi hai nữ nhân, muốn ăn gì? Mắt hai người sáng lên, đồng thời hô, thịt ướp mắm chiên, đậu hũ ma bà. Được, chờ đó. Giang Bắc Nhiên nói xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ. Sau một nén nhang, một bàn mỹ vị được dọn lên, khẩu vị Lâm Du Nhạn và Lâm Thi Uẩn hoàn toàn khác biệt. Một người thích ăn ngọt, một người thì ưa cay, cho nên Giang Bắc Nhiên đã chuẩn bị đủ hai loại thức ăn. Trong lúc hắn chuẩn bị nấu cơm thì một thanh âm vang lên. Nha, thơm thật, không ngại nhiều thêm đôi đũa chứ. Nghe thanh âm bất thình lình vang lên, Giang Bắc Nhiên kìm lòng không được, thân thể căng thẳng. Người có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trận pháp của Giang Bắc Nhiên,
dùng đầu ngón chân nghĩ thôi hắn cũng đoán được là ai. Nhìn hai nữ ngây ngốc, Giang Bắc Nhiên cố gắng tỉnh táo, xoay người sang một bên, phát hiện đó chính là Vô Tượng Tôn giả. Khí tức Giang Bắc Nhiên có phần hỗn loạn, mở miệng đáp, tiền bối nguyện ý đến dự, vãn bối tất nhiên cầu còn không được, mời ngồi a. Chương 632, lại thêm một huyền thánh. Vô Tượng Tôn giả đánh giá Giang Bắc Nhiên một chút rồi mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống trước bàn ăn. Nhận lấy đũa ngọc Giang Bắc Nhiên đưa tới, Vô Tượng Tôn giả gắp một khối thịt chiên ướp mắm bỏ vào miệng. Ân, xốp giòn thơm ngọt, món ăn này ổn đấy, tên gì? Bẩm tiền bối mà nói, gọi là thịt ướp mắm chiên. Không tệ không tệ. Vô Tượng Tôn giả vừa nói vừa gắp một miếng cá, lại tán dương vài câu. Vô Tượng Tôn giả lần nữa duỗi đũa ra, nhìn hai nữ nhân ở đối diện, thất thần làm gì? Cùng ăn đi. Lâm Thi Uẩn gật gật đầu, mỉm cười nói, vâng, đa tạ tiền bối. Vô Tượng Tôn giả lại bỏ một miếng thịt vào miệng rồi hỏi Lâm Thi Uẩn, người ở đâu à? Người Lâm gia kỳ quốc, đại ca của ta là Lâm Hạo Thương. Vô Tượng Tôn giả nghe xong thì mỉm cười, hỏi, thế nào, muốn dùng đại ca ngươi ra ép ta? Lâm Thi Uẩn cảm nhận được linh áp như bài sơn đảo hải đánh tới bèn vội vàng lắc đầu, vãn bối không dám, chỉ thành thật trả lời tôn giả thôi. Trong lúc một già một trẻ đối thoại, Giang Bắc Nhiên cũng nhanh chóng suy nghĩ, sự kiện này quá đột phá rồi. Một huyền thánh cấp đại lão đột nhiên nện vào mặt hắn, xác suất lớn là người tới không thiện, nhức chứng hơn là hệ thống lại. Chẳng nhắc nhở, điều này khiến lòng Giang Bắc Nhiên có phần bất an. Hỏi Lâm Thi Uẩn xong, Vô Tượng Tôn giả đột nhiên để đũa xuống đứng dậy, quay người nhìn về phía Giang Bắc Nhiên. Ừm, đồ ăn làm không tệ, bản tôn thích, bất quá bây giờ hẳn là nên đàm luận chút chính sự đi. Trong lúc Giang Bắc Nhiên đang chuẩn bị mở miệng trả lời thì phía sau bỗng có tiếng người vang lên. Ta biết lão quỷ ngươi khẳng định cũng phát hiện, làm sao, muốn ăn một mình. Giang Bắc Nhiên bị kẹp giữa hai đại huyền thánh bỗng thấy mình như bánh mì kẹp thịt. Hắn quay đầu nhìn một cái, thấy rõ chủ nhân của thanh âm vừa rồi. Là lão giả thần bí Lâm Thi Uẩn từng nhắc tới. Dù Lâm Thi Uẩn có kiến thức rộng rãi tới đâu cũng khó lòng nhận mặt được hết tất cả huyền thánh. Ví dụ như vị lão giả đột nhiên xuất hiện này. Không đợi Giang Bắc Nhiên hành lễ, Vô Tượng Tôn giả đã cười nói, lão quỷ ngươi đang gọi ai là lão quỷ đây? Nghe xong câu này, Giang Bắc Nhiên bỗng nổi da gà cả người, nguyên nhân không phải nội dung mà là thanh âm. Thanh âm này như nước như ca, xanh non ướt át, chỉ cần nghe que là liên tưởng ngay tới hình tượng tuyệt đại giai nhân. Chỉ là thanh âm này không thuộc về Lâm Du Nhạn, cũng không thuộc về Lâm Thi Uẩn mà thuộc về vị Vô Tượng Tôn giả kia. Lúc này, Vô Tượng Tôn giả đâu còn hình tượng tuổi già sức yếu, lắc mình biến hóa, trở thành thiên hạ mỹ nhân da trắng như tuyết, thân thể thướt tha, xuất trần như tiên, mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ. Nàng chỉ đứng đó đã như đóa hoa lan trong cốc vắng, như lăng ba thủy tiên, mang theo cỗ hương vị như nước nhàn nhạt. Phần mỹ lệ này khiến người ta nhìn thấy mà phải thầm than thở, mang theo ba phần uy nghiêm, ba phần hoạt bát, bốn phần xuất trần, phảng phất như không phải người trần. Nhìn gần lại thấy có một loại thần vận toát ra từ trong xương cốt, không nhuộm khói lửa nhân gian, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đưa mắt nhìn thanh sơn, quay đầu thấy mây xa. Giang Bắc Nhiên kiềm lòng không đậu nghĩ tới câu thơ này. Từ khi tới thế giới này, hắn đã thấy vô số giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng luận về khí chất thì không ai so được với vị trước mắt này. Nàng phảng phất như tiên tử rơi vào phàm trần. Lúc này quần áo trên người không còn là đạo phục nữa mà là một bộ sa y màu trắng, hai vai là sa mang tím nhạt. Không gió mà bay, xuất trần phiêu giật, không khác gì hình tượng tiên nữ trong tưởng tượng của Giang Bắc Nhiên. Khá lắm, đây là nguyên nhân nàng được gọi là Vô Tượng Tôn giả sao? Nếu không phải trong động huyệt chỉ có 5 người, Giang Bắc Nhiên lại xác nhận được trong đại chiến nàng chưa từng xuất hiện thì hẳn cũng chẳng tin một lão già tóc trắng bỗng dưng lại biến thành tiên tử. Mặt khác, vị kia lão giả thần bí kia khi thấy Vô Tượng Tôn giả biến thân cũng chẳng ngạc nhiên gì, chỉ khẽ cười nói, ngươi định xử lý mấy tên tiểu bối này thế nào? Thế nào, ngươi còn muốn thò một chân vào? Vô Tượng Tôn giả hỏi. Vấn đề này đâu phải có trước được trước, vì sao lại bảo ta muốn thò một chân vào? Lười nói nhảm với ngươi. Vô Tượng Tôn giả hơi vung tay, đầu tiên là lại nhìn về phía Giang Bắc Nhiên, ngay sau đó thì nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Có thể núp trong mặt đất ngay dưới mắt chúng ta lâu như vậy chứng tỏ là anh hùng xuất thiếu niên, năm nay bao nhiêu rồi?
Hồi bẩm tiền bối, vãn bối 2001-21. Vô Tượng Tôn giả cùng vị lão giả thần bí kia đều có chút sửng sốt. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 633, Người nhà. Ngay sau đó, Vô Tượng Tôn giả như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước người Giang Bắc Nhiên trước người, đặt tay lên ngực hắn. Thật đúng là 21. Vô Tượng Tôn giả là cường giả đỉnh cấp trên mảnh đại lục này, từng thấy vô số quỷ tài quái tài, nhưng người như Giang Bắc Nhiên thì đây là lần đầu tiên nàng gặp. Chỉ 21 tuổi đã có thể bố trí được tam trọng đại trận, mỗi tầng đều là đại trận đỉnh cấp. Bằng không cũng không thể tránh dưới mí mắt các nàng lâu như vậy. Mặt khác, hắn vậy mà có thể sống sót sau chiêu vừa rồi. Chiêu vừa rồi của Vô Tượng Tôn giả có tên là Hỗn Nguyên Thánh Âm, là chiêu thức nàng vừa mới đốn ngộ, cho nên mới thử dùng xem sao. Vì là lần đầu nên có hơi mất khống chế, dù nàng đã cố giảm tác động của vụ nổ nhưng đáng tiếc vẫn chẳng được như mong muốn. Mà vị trí của đám Giang Bắc Nhiên chắc chắn nằm trong vụ nổ, có thể còn sống chứ tỏ bản lĩnh của hắn đủ lớn. Vô Lượng Thiên Tôn đánh giá Giang Bắc Nhiên lại lần nữa, kinh ngạc trên mặt lại càng tăng thêm. Tu vi của ngươi chỉ có luyện khí ngũ giai. Để tiền bối chê cười rồi. Giang Bắc Nhiên chắp tay. Thú vị. Vô Tượng Tôn giả thu tay lại. Sư phụ của ngươi là ai? Nhưng không đợi Giang Bắc Nhiên trả lời, Vô Tượng Tôn giả đã khoát tay. Thôi, không quan trọng. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là đồ nhi của ta. Vô Tượng Tôn giả nói xong, mọi người đều giật mình. Bá đạo như vậy sao? Giang Bắc Nhiên vừa cảm thán xong thì hệ thống nhảy lên. Lựa chọn 1, thuận thế trở thành đồ đệ của Vô Tượng Tôn giả. Ban thưởng, Yên La Kiếm Lục, địa cấp thượng phẩm. Lựa chọn 2, cảm tạ hảo ý của Vô Tượng Tôn giả, cũng nói mình đã có sư phụ. Ban thưởng, cộng 1 điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Ê! Giang Bắc Nhiên hít một hơi sâu, lựa chọn 2 không thể nghi ngờ là hoàn toàn và mặt vị tôn giả này, bị đối phương tiện tay tiêu diệt là chuyện rất bình thường. Bất quá Giang Bắc Nhiên từng gặp chuyện này nhiều rồi, cho nên rất nhanh đã chọn số 2, đa tạ tôn giả cất nhắc. Nguyện thu vãn bối làm đồ đệ, chỉ là vãn bối đã sớm có sư tôn, thật sự không thể đầu nhập làm môn hạ của người khác. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng 1 điểm sức mạnh. Nghe Giang Bắc Nhiên trả lời, tất cả mọi người đều giật mình. Hắn vậy mà từ chối huyền thánh. Nhưng rất nhanh Lâm Du Nhạn đã lộ ra ánh mắt si mê. Không hổ là nam nhân ta nhìn chúng, bất phàm như thế. Vô Tượng Tôn giả cũng nghẹn họng, nàng vốn cao cao tại thượng đã lâu, thật lâu chưa cảm nhận loại cảm giác bị từ chối này. Biết ta là ai còn dám cự tuyệt ta, đúng là can đảm thật. Vô Tượng Tôn giả khẽ cười nói. Vãn bối sao dám cự tuyệt tôn giả, chỉ là quy củ của gia sư nghiêm ngặt, không cho phép. Không đợi Giang Bắc Nhiên nói xong, Vô Tượng Tôn giả nói thẳng, sư phụ ngươi là ai? Trong lúc Giang Bắc Nhiên đang nghĩ nên trả lời thế nào thì vị lão giả thần bí kia đột nhiên lên tiếng, người ta không muốn làm đồ đệ của ngươi thì thôi, cần gì hùng hổ dọa người như vậy. Vô Tượng Tôn giả nhìn thoáng qua lão giả thần bí, trừng mắt liếc hắn một cái, liên quan gì tới ngươi? Không lẽ ngươi muốn đoạt đồ nhi với bản tôn? Không có à. Lão giả thần bí lắc đầu rồi kéo Giang Bắc Nhiên ra sau lưng, chỉ là muốn bán cho tiên tử chút mặt mũi, thuận theo tâm ý của hắn đi. Lần nữa đám người lại càng thêm ngơ ngác, sao hôm nay mọi chuyện đều không theo lẽ thường vậy? Vô Tượng Tôn giả thu hồi kinh ngạc, nhìn lão giả thần bí nói, ngươi biết tiểu tử này, xem như người nhà đi. Người nhà. Vô Tượng Tôn giả nhíu mày, vừa muốn hỏi nhưng cảm thấy đối phương hẳn không vì chút chuyện vặt này mà nói dối nên thôi. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì càng thêm ngơ ngác. Ngài là ai à? Giang Bắc Nhiên rất xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua vị này lão giả thần bí, chớ nói chi là cái gì người một nhà. Đám huyền thánh này bình thường đều như thế à? Vô Tượng Tôn giả quan sát Giang Bắc Nhiên thêm một lần rồi quay lại dáng vẻ lão giả mặc đạo bào, nếu đã thế, ta sẽ không tốn nhiều nước miếng nữa. Tiếp đó nhìn về phía lão giả thần bí, ngươi thiếu ta một phần nhân tình. Tất nhiên, lão giả thần bí gật gật đầu. Lần nữa nhìn về phía Giang Bắc Nhiên, Vô Tượng Tôn giả tới gần hắn rồi nói, mặc dù không biết đến cùng ngươi là tiểu yêu quái phương nào, nhưng ngươi đã thú vị như vậy, ta tin chúng ta sẽ còn gặp lại, khi đó hy vọng ngươi sẽ giúp ta làm vài chuyện.
Dù không quá hiểu về logic của vô tượng tôn giả nhưng dưới tình huống hệ thống không nhắc nhở, Giang Bắc Nhiên tự nhiên cũng chẳng đi vả mặt Huyền Thánh làm gì. Thế là hắn lập tức chắp tay, vãn bối xin tuân mệnh. Được rồi, nếu ngươi đã hứa hẹn, vậy bản tôn cũng không hơn thua với ngươi nữa, đi đây. Vô tượng tôn giả nói xong, trong nháy mắt đã biến mất. Chương 634, trở về. Thấy vô tượng tôn giả rời đi, Giang Bắc Nhiên quay người chắp tay hành lễ với lão giả thần bí, đa tạ tiền bối mở miệng tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Ha ha, lão giả thần bí hiền hòa cười với Giang Bắc Nhiên một tiếng rồi biến mất tại chỗ. Con mẹ nó, Giang Bắc Nhiên cảm thấy hôm nay mình đã sửng sốt. Đủ cho một năm, đám huyền thánh này làm việc thật sự khó hiểu a. Đúng là không theo sáo lộ ra bài a. Lâm Thi Uẩn cũng mất hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Giang Bắc Nhiên rồi cảm thán, không ngờ ngươi lại nhận biết đại nhân vật cấp huyền thánh. Bất quá cũng đúng, chỉ có gia tộc có huyền thánh mới đào tạo được loại quỷ tài này a. Quỷ tài cái gì chứ? Giang Bắc Nhiên thầm mắng xong cũng không tính giải thích, dù hắn chẳng biết vì sao vị lão giả thần bí kia lại nói thế nhưng hẳn cũng chẳng nói lung tung. Một huyền thánh vì sao lại dùng một nhân tình đổi lấy tự do cho hắn, huống hồ chi họ còn chẳng quen thân. Nhưng ta thật sự chưa từng gặp đối phương a. Cơ mà đối phương cũng chẳng cho hắn cơ hội giải thích, mọi chuyện kết thúc lập tức biến mất. Thật là thần bí. Giang Bắc Nhiên không nghĩ ra đầu mối gì liền dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao đợt này hắn cũng kiếm lời rồi, Mộc Linh Mạch để hắn hấp thu thoải mái, còn làm quen được với hai vị huyền thánh nữa. Một người muốn nhận hắn làm đồ đệ, một người trực tiếp nói hắn là tộc nhân. Chưa kể nguyên nhân sâu xa, ít nhất trong đó cũng là thiện ý. Đã kiếm lời như thế cũng không cần đắn đo quá làm gì. Giang Bắc Nhiên nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, lần này hệ thống không xuất hiện nữa, chứng tỏ không còn gì nguy hiểm. Việc này khiến Giang Bắc Nhiên xác định xung quanh chỉ hai vị huyền thánh này phát hiện ra hắn mà thôi, cơ mà hắn lại suy nghĩ, vô tượng tôn giả còn dễ hiểu. Dù sao hắn sống được qua chiêu thức của nàng, bị phát hiện cũng là bình thường thôi, mà vị lão giả thần bí kia thì lạ hơn. Dưới tình huống các huyền thánh khác không phát hiện ra hắn mà đối phương lại phát hiện ra, chứng tỏ đối phương có huyền nghệ hoặc chiêu thức gì đó cao siêu hơn các huyền thánh bình thường. Dù sao cũng đều là đám lão quái vật. Giang Bắc Nhiên xác định có thể rời đi xong cũng không kéo dài, nói với Lâm Du Nhạn và Lâm Thi Uẩn, đi thôi, có thể đi ra rồi. Hai người nghe xong sững sờ, ánh mắt mất mát. Kỳ thật các nàng rất thích cuộc sống thế này. Nhưng một giây sau, Giang Bắc Nhiên đã dẫn các nàng rời khỏi Niếp Hành Chu Thiên Trận. T. Trong nháy mắt, Lâm Thi Uẩn không khỏi hít sâu một hơi. Cường giả khác đánh nhau đem hết thảy san thành bình địa, huyền thánh đánh nhau ngay cả bình địa cũng không chừa. Phía trên nơi đám Giang Bắc Nhiên trốn là một rừng núi cây, nhưng bây giờ chọc lóc, cứ như trước giờ chẳng có gì cả. Giang Bắc Nhiên thổi ra một đóa tường vân rồi kêu Lâm Du Nhạn tiến vào mây, nhưng ngay lúc Lâm Thi Uẩn cảm khái xong, chuẩn bị tiến vào theo thì Giang Bắc Nhiên đã ngăn lại. Hiện tại ngươi không cần theo ta nữa, về đi. Lâm Thi Uẩn sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu là chuyện gì. Nhưng, ngươi không lo ta sẽ nói bí mật của ngươi ra ngoài sao? Ngươi sẽ không nói. Nhờ có hệ thống mà Giang Bắc Nhiên mới có thể đáp một cách tự tin như vậy. Thì ra, hắn tín, nhiệm ta như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Thi Uẩn cũng không biết nên cao hứng hay thất lạc. Đi thôi. Tiểu thất phiền ngươi quan tâm. Lâm Thi Uẩn biết bản thân không cách nào đi theo bèn đi vào tường vân, cười nói với Lâm Du Nhạn, ngươi phòng những nữ nhân khác nghiêm ngặt như phòng ta đó. Điểm này tự nhiên không cần cô nói, ngoài ra ta khuyên cô cũng đừng có ý nghĩ xấu nữa, bằng không nội đấu gia tộc xảy ra thì không tốt lắm. Chờ ngươi đánh lại ta rồi nói sau. Lâm Thi Uẩn nói xong thì rời khỏi tường vân. Không đợi Giang Bắc Nhiên nói chuyện, Lâm Thi Uẩn đột nhiên nhét một túi thơm vào tay Giang Bắc Nhiên. Cái này cho ngươi, đừng quên ta. Lâm Thi Uẩn nói xong thì xoay người bay về nơi xa. Giang Bắc Nhiên nhìn cái túi thơm màu đỏ rồi tiện tay bỏ vào càn khôn giới, khống chế tường vân bay về Thịnh Quốc. Trong mây, Lâm Du Nhạn rốt cục cũng có thời gian ở riêng với sư huynh thì vô cùng vui vẻ. Khóe miệng nhếch lên, chỉ thiếu chút là chảy nước miếng. So với Lâm Du Nhạn chỉ toàn nghĩ về sư huynh thì Giang Bắc Nhiên còn nhiều chuyện cần suy nghĩ hơn nhiều. Mặc kệ từ nguyên nhân gì, lúc này hắn đột nhiên biến mất hơn một năm, đừng nói bị mọi người xem như mất tích, dù bị hiểu lầm là chết cũng hoàn toàn có khả năng. Dưới loại tình huống này,
không biết thân phận hoàng đế Thịnh Quốc của hắn có bị thay thế không nữa. Đối với Thịnh Quốc, Giang Bắc Nhiên bỏ rất nhiều tâm tư vào, hắn rất muốn nhìn thấy tương lai nó sẽ trưởng thành thế nào. Nếu Tân Hoàng lên ngôi, không biết đối phương có làm loạn Thịnh Quốc chăng? Mặt khác, đám đại nhân vật Thịnh Quốc không tìm được hắn chắc cũng điên rồi. Dù sao trước khi đi hắn còn giang dở rất nhiều việc. Ai, thật phiền mà. Giang Bắc Nhiên cảm thấy mọi chuyện dần phiền phức hơn bèn thở dài. Vừa thở dài xong, ba lựa chọn xuất hiện trước mặt hắn, không có gì chuyện khác chỉ là hướng dẫn đường đi cho hắn mà thôi. Dù đã qua một năm nhưng nơi này vẫn có vô số nguy hiểm nhầm vào ta à. Chọn số 3 xong, Giang Bắc Nhiên dựa theo chỉ dẫn của hệ thống bay về phía Tây Nam. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 635, ôn dịch, 1. Bỏ ra thời gian hơn 10 ngày, rốt cục Giang Bắc Nhiên cũng bay về cảnh nội Thịnh Quốc. Khoái cảm bỗng dâng lên khi bay cả ngàn mét mà hệ thống cũng chẳng xuất hiện, hắn cảm thấy ngay cả thở cũng thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là nơi này thích hợp với ta hơn. Giang Bắc Nhiên cảm thụ được khí tức tự do, từ từ bay về phía Quy Tâm Tông. Khi bay qua Lư Lâm quận, hắn đột nhiên nhướng mày, vì hắn phát hiện phía dưới tụ tập một lượng lớn nạn dân, không chỉ quần áo tả tơi mà trên mặt còn tràn ngập tử khí. Ôn dịch, Giang Bắc Nhiên từng thấy không ít cảnh tượng thế này, hắn bèn đáp xuống đất. Đáp xuống xong, Giang Bắc Nhiên mới nói với Lâm, Du Nhạn, ngươi về tông trước đi. Sau đó không đợi Lâm Du Nhạn đáp lại, Giang Bắc Nhiên đã điều khiển Tường Vân lần nữa bay lên không trung, tiếp tục bay về phía Quy Tâm Tông. Quan gia, xin ngài thương xót, ngài không để ta vào thì để khuê nữ của ta vào đi. Khuê nữ nhà ta chỉ mới 2 tuổi thôi, mới 2 tuổi thôi à. Quan gia, ta dập đầu xin ngài, van ngài cho bọn ta vào đi. Xung quanh trăm dặm quanh đây không còn sự sống, xin ngài thương xót, cứu lấy chúng ta à. Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, chúng ta sắp vào được rồi mẹ ơi. Giang Bắc Nhiên đi xuyên qua bầy nạn dân, nghe tiếng kêu ầm ĩ không ngừng xuyên qua tai, hắn bèn dùng tinh thần lực kiểm tra triệu chứng trên người đối phương. Đúng thật là ôn dịch không sai, nhưng lại không phải ôn dịch bình thường. Giang Bắc Nhiên từng gặp qua đủ loại ôn dịch nhưng đây là lần đầu hắn gặp phải loại ôn dịch tà môn thế này. Ôn dịch đan phần là truyền nhiễm rồi phá hủy hệ miễn dịch. Nhưng những bách tính này trừ ho ra máu, nhiệt độ cao, làn da lốm đốm các loại có thể giải thích bằng khoa học ra thì quanh thân còn có hắc khí thuộc về huyền học. Chẳng lẽ là dư âm của đợt chứng khí trước đó? Kiểm tra triệu chứng các nạn dân xong, Giang Bắc Nhiên ngẩng đầu nhìn cửa thành đóng chặt. Song Nghi Trấn là nơi xa nhất ở phía bắc của Lư Lâm quận, là nơi người lui tới nhiều nhất. Lúc này, dù vệ binh đóng chặt cửa thành nhưng không dùng bạo lực xua đuổi nạn dân, thậm chí thỉnh thoảng còn ném đồ ăn từ trên thành xuống. Có thể thấy được, quan phụ mẫu nơi này cũng không nhẫn tâm để những nạn dân chịu chết, chỉ là thật sự không có cách nào thôi. Hoàng thượng giá lâm, vào lúc Giang Bắc Nhiên đang nghĩ nên làm gì để tìm ra đầu nguồn trận ôn dịch này thì một thanh âm lanh lảnh vang lên. Thứ đồ chơi gì vậy? Trẫm đang đứng đây mà. Đương nhiên Giang Bắc Nhiên biết trẫm trong câu vừa rồi không phải hắn, vi phi thế lập tức hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, muốn xem là vị hoàng thượng nào giá lâm. Nạn dân nghe xong thì như gặp được cứu tinh, hai mắt phát sáng, dùng tất cả khí lực còn lại bò tới nghi trượng của hoàng thượng. Phốc, lại là nàng. Nhìn Mộc Đao mặc hoàng bào, Giang Bắc Nhiên không khỏi ngơ ngác. Không phải hắn thắc mắc việc Mộc Dao là hoàng thượng, nếu để Giang Bắc Nhiên chọn, hắn cũng sẽ chọn nàng thay cho mình. Chỉ là dựa theo quy củ thì chỉ có người bình thường mới được làm hoàng đế của Thịnh Quốc. Ban đầu dù hắn phá vỡ quy tắc này thì hắn cũng chỉ là phế vật tu luyện 5 năm vẫn chỉ dừng lại ở luyện khí. Nhưng Mộc Dao thì khác, nàng là thiên tài tu luyện, có thể nói đã triệt để phá vỡ quy củ này. Thứ hai Mộc Dao là nữ nhi của Ân Giang Hồng, Quan Thập An. Không đúng, Thái Anh Tung vậy mà lại đồng ý chuyện này. Kỳ quái thay, tất cả lui ra. Thấy nạn dân vọt tới thanh giá, đám hộ vệ phía sau lập tức nhặt cung cài tên. Đám hộ vệ thì tạo thành một bức tường làm bằng thương, bảo vệ hoàng thượng chặt chẽ ở giữa. Thấy thế, các nạn dân chỉ có thể lùi bước, một bộ phận trực tiếp quỳ liều mạng dập đầu. Hoàng thượng, cầu ngài cứu chúng ta đi. Tất cả lui ra, ai bảo các ngươi động võ. Theo âm thanh của Mộc Dao vang lên,
Đám hộ vệ lập tức quay người quỳ xuống, là thuộc hạ lỗ mãng, xin bệ hạ giáng tội. Lúc này, Khổng Thiên Thiên đứng ở bên người Mộc Giao lập tức nhảy ra phất tay quát lớn, không có mắt nhìn gì cả, còn không mau lui ra. Vâng, đám hộ vệ đáp ứng một tiếng rồi lùi lại. Mộc Giao thấy nạn dân không dám tiến lên nữa, chỉ dừng ở tại chỗ không ngừng dập đầu thì chủ động đi tới nói. Xin các vị yên tâm, triều đình nhất định dùng toàn lực trị liệu cho các ngươi, mong mọi người không đừng từ bỏ hy vọng. Bệ hạ thánh minh a, bệ hạ quả nhiên không khác gì trong truyền thuyết, là một vị hoàng thượng tốt a. Đối với những lời trấn an này của Mộc Giao, các nạn dân cảm động đến tột đỉnh, cả đám lệ nóng doanh tròng, thậm chí còn có người đập đầu tới mức chảy máu. Hoàng thượng, mau cứu nữ nhi của ta, xin ngươi cứu nó a. Chương 636, ôn dịch 2. Lúc này một nữ nhân áo rách quần manh ôm một đứa bé quỳ trước mặt Mộc Giao hô, "Được, ngươi đừng gấp, để ta nhìn thử." Mộc Giao nói xong thì dùng huyền thức kiểm tra tiểu nữ hài một lần, sau đó lại sờ trán con bé. Tử khí này ngày càng quấn chặt, Mộc Giao cảm nhận tử khí chạy loạn trong thân thể bé gái thì nhíu mày thật sâu. Mộc Giao truyền huyền khí vào người đứa bé, khiến đứa bé vốn hấp hối nay đã có một tia sinh khí. "Mẹ, ta đói." Nhìn nữ nhi mở mắt nói, phụ nhân oa một tiếng khóc giống, không ngừng cao giọng hô, "Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng." Nhưng Mộc Giao biết mình chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, đạo huyền khí này của nàng chỉ giúp con bé trong lúc nhất thời, muốn thật sự cứu người thì phải tìm được biện pháp trị tận gốc ôn dịch. Nếu là hắn sẽ làm thế nào? Mộc Giao đang bất lực đứng giữa nạn dân bỗng mở to hai mắt. "Ngươi?" Trong số các nạn dân đang quỳ, một thân ảnh quen thuộc đứng đó mỉm cười nhìn nàng. Không đợi Mộc Giao lên tiếng, Giang Bắc Nhiên làm thủ thế im lặng với nàng, ra hiệu nàng đi ra chỗ khác trò chuyện. Trong lúc nhất thời, dù suy nghĩ Mộc Giao vẫn vô cùng hỗn loạn nhưng vẫn gọi tới đệ tử tông môn tới chuyển huyền khí giúp nạn dân. Tiếp đó nàng lại khích lệ mọi người thêm vào câu mới đi về phía Giang Bắc Nhiên. Khổng Thiên Thiên là nha hoàn thiếp thân của hoàng thượng đương nhiên cũng lập tức đuổi tới. Tới một sốc nhỏ, Mộc Giao đã gặp được người mà nàng luôn nhớ mong. Trong lúc nhất thời Mộc Giao có vô số câu hỏi cuối cùng chỉ thốt được một câu. "Hừ, ngươi còn biết trở về." Mộc Giao vừa dứt lời thì thấy Khổng Thiên Thiên chạy tới hô to một tiếng. "Hoàng thượng, hoàng thượng." Khổng Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng cao hứng chạy như bay nhào tới ôm Giang Bắc Nhiên nhưng bị hắn tránh đi được. Giang Bắc Nhiên nhìn Khổng Thiên Thiên vồ hụt thì cười nói, "Đừng hô bay, hiện tại ta không phải hoàng thượng." "Đúng rồi a." Khổng Thiên Thiên vội che miệng, vừa nhìn về phía Mộc Giao vừa nói, "Hoàng thượng, hô sai rồi có bị ăn gậy không?" Mộc Giao giờ khóc giờ cười lắc đầu, "Ngươi không kêu sai đâu, phạt cái gì?" Nói xong nàng nhìn về phía Giang Bắc Nhiên, cha lớn nói, "Chỉ cần ngươi trở về thì hoàng vị này sẽ trả cho ngươi, ta chỉ là bất đắc dĩ mới ngồi lên chỗ này, ta không thích làm hoàng đế đâu." Thấy mình không kêu sai, Khổng Thiên Thiên lập tức lại chạy đến trước mặt Giang Bắc Nhiên, "Hoàng thượng, ngài mất tích lâu như vậy là đi đây thế? Toàn Phong Châu đều tìm ngươi đây, gặp chút chuyện khó giải quyết nên bị nhốt lại." Nói xong, Giang Bắc Nhiên nhìn về phía Mộc Giao hỏi, "Nói ta biết chuyện đã xảy ra trong một năm nay đi, ví dụ trận ôn dịch kỳ quái này." Khục. Mộc Giao ho nhẹ một tiếng, "Việc này nói ra rất dài dòng, bất quá ngươi yên tâm, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta." Khổng Thiên Thiên nghe vậy thì nháy mắt hai lần, nhìn về phía Mộc Giao, "Hoàng thượng." "A không đúng, sư tỷ, không phải mấy ngày nay ngươi ngủ không yên sao? Sao đột nhiên lại?" "Ai nha, đau đau đau, đau." Không đợi Khổng Thiên Thiên nói hết lời, Mộc Giao đã nhéo má nàng kéo ra sau lưng mình. Giang Bắc Nhiên nhìn màn kịch quen thuộc thì đột nhiên hiểu ý cười một tiếng, cảm giác cứ như được về nhà vậy. Thu thập Khổng Thiên Thiên xong, Mộc Giao nhìn Giang Bắc Nhiên rồi nói, "Chỉ là chút xíu phiền phức thôi, ta có thể xử lý. Bất quá nếu hiện tại ngươi đã về, ta giao Thịnh Quốc lại cho ngươi, dù sao ngươi mới là hoàng thượng." "Được rồi, bất quá nói về ôn dịch trước đi, cũng nói ta biết trong một năm nay Thịnh Quốc đã xảy ra đại sự gì." Một lúc lâu sau, Giang Bắc Nhiên gật gật đầu, mỉm cười nói, "Ngươi làm hoàng thượng không tệ, có lẽ có thể cân nhắc làm tiếp đấy." Từ khi Giang Bắc Nhiên rời đi, Thịnh Quốc đã xảy ra vài đại sự. Một là người tu luyện tới các quận các trấn bày đại trận phòng ngừa chướng khí, đồng thời cũng bày trí phòng ngự trận phòng ngừa dị tộc lần nữa đánh tới.
hai là vị hoàng đế như hắn đột nhiên biến mất đã khiến đám cao tầng lưỡng giới lo lắng, thậm chí còn kinh động tới đại lão bên Lan Châu. Bởi vì cái gọi là quốc gia không thể một ngày không có vua, dù Ân Giang Hồng không cảm thấy Giang Bắc Nhiên gặp chuyện gì tổn thương tới tính mệnh nhưng triều đình vẫn cần người nói chuyện. Sau một trận thương nghị, Mộc Giao bị đẩy đi làm hoàng thượng, một là nàng từng đi theo Giang Bắc Nhiên và học được rất nhiều, thuần thục nắm giữ việc phê duyệt tấu chương, thay thế một thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Thứ hai là hiện tại lưỡng đạo đang ở trong thời kỳ trăng mật. Thay anh Tung cũng không nghĩ Giang Bắc Nhiên sẽ một đi không trở lại, cho nên đã đồng ý với lời đề nghị này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 637, Ôn Dịch, 3. Chuyện thứ ba là Lư Lâm quận phát triển vô cùng tốt. Đây là việc khiến Giang Bắc Nhiên có ấn tượng tốt hơn với Mộc Giao. Nhìn Bách Tính đi trên đường với nụ cười hạnh phúc trên môi thật khiến Mộc Giao cảm thấy không được chân thật. Bởi vì nàng đã từng mơ ước tới một thế đạo thế này, nhưng trước đây vẫn chỉ nghĩ đó là trong mộng mà thôi. Nhưng hôm nay lại có người cho nàng thấy giấc mộng có thể thành thật một cách đơn giản thế này. Nhìn từng tòa kiến trúc không ngừng được xây lên, Mộc Giao thật muốn bổ đầu Giang Bắc Nhiên ra xem trong đó có gì. Nếu báo cáo đến đây đã kết thúc cũng đủ để xưng tụng hơn một năm nay Thịnh Quốc quốc thái dân an. Sau mấy lần phong ba cuối cùng Thịnh Quốc cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Ngay vào một tháng trước, có một loại ôn dịch đáng sợ đột nhiên quét sạch toàn bộ Phong Châu. Không chỉ có tỷ lệ tử vong cao vô cùng mà đáng sợ hơn là người tu luyện cũng có thể bị nhiễm. Vài đệ tử tông môn trắng niên mất sớm, dù là cao tầng cũng có không ít người không cứu được. Loại ôn dịch này có thể nói khiến giới tu luyện Phong Châu bàng hoàng. Rất nhanh, từng đợt người bị nhiễm bệnh. Một bộ phận người cảm thấy tình huống đặc biệt nên áp dụng thủ đoạn thiết huyết, tụ tập toàn bộ dân chúng nhiễm bệnh lại, hỏa thiêu toàn bộ, tiêu diệt đầu nguồn. Từ miêu tả của Mộc Giao mà xem, trong hội nghị có không ít người đồng ý với đề nghị này, nhưng cuối cùng đã bị Mộc Giao ngăn lại. Lý do của nàng rất đơn giản, tốc độ lan truyền của lần ôn dịch này quá nhanh. Hơn phân nửa Phong Châu cơ hồ đều bị cuốn vào, thống kê sơ lược mà nói có phân nửa Bách Tính nhiễm bệnh. Nếu chọn cách thiết huyết này thì Phong Châu sẽ đại thương nguyên khí. Biện pháp nhanh chóng lại hữu hiệu nhất đã bị phủ quyết, các cao tầng lưỡng giới chỉ có thể nghĩ đối sách khác. Không ít người cảm thấy nên tìm kiếm đầu nguồn rồi nghĩ cách giải quyết. Vì thế họ tổ chức một đội dược sư để bọn họ tăng tốc nghiên cứu biện pháp ngăn chặn đợt ôn dịch này, cũng có người cảm thấy có thể thử cách lấy độc trị độc. Cuối cùng các biện pháp này đều được sử dụng nhưng hiệu quả lại vô cùng bé nhỏ. Mặc dù không ít người suy đoán lần ôn dịch này có liên quan tới chương khí nhưng vẫn không tìm thấy mối liên kết. Đội dược sư được phát ra chưa từng nghe tới loại ôn dịch này, mãi tới nay vẫn chưa tìm ra cách trị liệu hiệu quả. Về phần lấy độc trị độc thì càng vô căn cứ, có thể nói không dùng được. Ngay cả người tu luyện cũng có thể chết do ôn dịch, những bách tính kia vậy mà không lập tức tử vong. Nghe Mộc Giao miêu tả xong, Giang Bắc Nhiên có chút kỳ quái hỏi. Đúng thế. Mộc Giao gật đầu, điểm này cũng khiến ta rất tò mò. Dù trận ôn dịch này có tỷ lệ tử vong rất cao nhưng theo thời gian dần dài hơn, vô luận là bình dân hay người tu luyện đều sẽ bị tra tấn một thời gian dài rồi mới chết. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu trận ôn dịch này là do người làm thì thật sự ác độc tới cực điểm, lại có thể nói muốn đưa Thịnh Quốc vào chỗ chết. Nếu nói tỷ lệ tử vong của trận ôn dịch cực cao, phát tác lại nhanh thì hẳn chỉ một đêm người nhiễm bệnh đã chết, ôn dịch cũng sẽ không lây lan nhanh như vậy. Tuy tỷ lệ tử vong cực cao nhưng phát tác chậm, có thể nói là lợi khí diệt quốc, vì phát tác càng chậm thì tốc độ truyền nhiễm càng nhanh. Phong Châu đúng thật gặp vận xui à, sao cứ đụng phải mấy chuyện tà môn thế này chứ? Giang Bắc Nhiên thầm cảm khái một câu, tựa như nhớ tới gì đó bèn đáp, vừa rồi ta nghe những bách tính kia nói, dường như Lư Lâm quận không sao. Đúng vậy. Mộc Giao lập tức gật đầu, dưới tình huống Phong Châu gần như tê liệt hoàn toàn, Lư Lâm quận lại khống chế ôn dịch rất nhanh, có thể nói hiện tại đây là tịnh thổ tại Phong Châu. Giang Bắc Nhiên gật đầu, tựa hồ nghĩ đến thứ gì đó. Chương 638, Ôn Dịch, 4. Giang Bắc Nhiên đi bộ trên đường phố Thiểm Đông huyện, dần xác định được suy đoán của mình. Sở dĩ Lư Lâm quận có thể trở thành chốn cực lạc duy nhất của Phong Châu, nguyên nhân chính là do nó sạch sẽ.
Sở dĩ Ôn Dịch xuất hiện đều vì bốn chữ dơ giấy bẩn thỉu. Trừ Lư Lâm quận được Giang Bắc Nhiên cố gắng sửa chữa ra, các quận khác vẫn như cũ. Điều khiến Giang Bắc Nhiên khó nhịn nhất là nguyên nhân chủ yếu đều do các thành trấn còn lại không có nhà vệ sinh công cộng, thậm chí trong nhà không ít người còn không có nhà vệ sinh. Đi trên đường cái không chỉ phải cẩn thận kẻo dẫm phải xít, thậm chí đôi khi còn dẫm phải phân người nữa. Mặt khác là do thói quen tắm rửa của lão bách tính, nửa năm tắm một lần đã xem như có thể diện lắm rồi. Những người này không thích tắm rửa còn có lý lẽ thẳng thừng. Ví dụ như thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, nếu tắm mà rách do thì bất hiếu quá rồi, chưa kể còn bị rụng tóc nữa, đây chẳng phải là bất hiếu trong bất hiếu sao? Đổ rác bậy bạ, đổ tội lung tung, đại tiểu tiện tùy tiện, mọi người không tắm rửa. Như thế mà không bị Ôn Dịch mới là lạ. Cho nên một khi Ôn Dịch nổi lên, chuột và bọ chét sẽ hóa thân thành quỷ sai, thu hoạch nhân mạng ở khắp nơi. Mặt khác, Giang Bắc Nhiên đã điều tra mấy ngày, phát hiện việc Ôn Dịch lan rộng như thế chỉ có thể trách thời đại mà thôi. Mà chương khí lần trước cũng không triệt để biến mất, dư âm lan tới khắp nơi, bám vào cây cỏ, nhà cửa tại Thịnh Quốc. Bình thường thì không sao, nó chỉ lẳng lặng nằm đó, nhưng một khi có người nhiễm bệnh, người bệnh sẽ hấp dẫn chúng tới, bị tử khí quấn thân. Lợi hại phết. Điều tra rõ tiền căn hậu quả xong, Giang Bắc Nhiên cũng hiểu vì sao Ôn Dịch có thể hại chết người tu luyện rồi. Phải biết, chương khí, khi ấy dù là huyền hoàng cũng phải cẩn thận, độc chết mấy huyền giả, huyền sư. Chỉ là chương khí này đổi trang phục xuất hiện lại mà thôi, từ đó khiến đám đại lão nhất thời không nhận ra nó. Sau khi biết căn nguyên của Ôn Dịch, Giang Bắc Nhiên thổi một đóa tường vân ra rời đi. Trong Yểm Nguyệt Tông, Mộc Giao đang nghị luận về chuyện Ôn Dịch cùng Lưỡng Đạo. Người ở Điền Tân huyện sắp chết sạch rồi. Nếu vẫn không có cách, ta chỉ có thể xử lý những người bị bệnh, bằng không lây lan càng rộng thêm. Tần Tông Chủ, ngươi đừng vội nha, không phải lần này mọi người tới là để nghĩ cách ư. Ngươi không vội. Tông môn của ngươi cũng như lửa cháy tới đít rồi kìa. Ai? Ngươi nói gì vậy? Người ở Quảng Phong của ta chết còn ít hơn chỗ của ngươi à? Ta mặc kệ chỗ ngươi chết bao nhiêu người. Tóm lại hiện tại nhất định phải giải quyết vấn đề. Mọi người tới đây không phải để tìm cách giải quyết vấn đề sao? Tranh cãi làm gì? Vào lúc hai tông chủ vén áo chuẩn bị đánh nhau thì Quan Thập An đứng dậy. Được rồi, hai vị hiền đệ cho bản tọa cái mặt mũi. Trước chớ làm ầm ĩ, cũng như Tần lão đệ nói, bây giờ Thịnh Quốc đã là đến lửa cháy đến mông rồi, thật sự cần nghĩ cách giải quyết. Lúc này Phong Cốc Cốc của Lan Châu đứng dậy nói, Ôn Dịch này lão phu đã từng tự mình lĩnh giáo, xác thực chưa từng nghe thấy. Chỉ có thể xác định đệ tử từ Đại Huyền Sư trở xuống một khi nhiễm bệnh chỉ sợ khó lòng chữa trị, cho nên trước nên để các đệ tử tông môn rời đi, giữ lấy sinh lực. Việc này chúng ta đều biết, vấn đề là rốt cục nên giải quyết Ôn Dịch này thế nào. Người vừa đặt câu hỏi nhìn một người trung niên râu dài hô lên, này, Khâu lão đầu, không phải ma giáo các ngươi am hiểu dùng độc sao? Bình thường đánh lén hung ác lắm mà, sao bây giờ không nghĩ ra cách? Họ Chung, ngươi bớt xỉa sói ta đi. Khâu Cao Kiệt bỗng vỗ bàn đứng dậy, lão tử đánh ngươi còn cần đánh lén sao? Phản ứng lớn vậy làm gì? Đâm trọt trúng chỗ đau của ngươi à? Chẳng lẽ lão tử nói gì sai sao? Lúc này, một vị giáo chủ ma giáo quát khẽ, hiện tại cần thảo luận cách giải quyết Ôn Dịch, bớt chuyển chủ đề đi. Ta chuyển chủ đề, ta chỉ là nhận bản thân dùng độc không bằng ma giáo các ngươi thôi. Sao các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Tần Tông Chủ vừa nói xong, các đại lão ma giáo lập tức đều ngồi không yên, nhao nhao vỗ bàn đứng dậy. Ngươi nói gì? Ở đâu ra lão đầu điên hồ ngôn loạn ngữ này vậy? Ta thấy ngươi là muốn tìm chết à? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng họp có chút dương cung bạt kiếm. Ha 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 ha, tốt cho một đám người ô hợp, đại nạn tới nơi vẫn miệng lưỡi nhanh chóng. Đều là đại nhân vật a. Ân Giang Hồng nói xong thì trực tiếp rời tiệc mà đi. Nhìn một vị cự đầu rời đi, bầu không khí trong hội trường mới khôi phục lại một chút bình tĩnh. Một đám thủ lĩnh cũng không tiện nhau nhau nữa, lần lượt ngồi xuống. Ân Giang Hồng rời khỏi hội trường, tùy ý tìm một đình nghỉ mát ngồi xuống. Ai? Cái hội nghị lừa đảo này. Thở dài xong, Ân Giang Hồng lớn lắc ngẩng đầu lên. Ân Giang Hồng cảm thấy muốn dẫn dắt đám phế vật này đi tranh bá Trung Nguyên chẳng khác nào nằm mơ ban ngày. Cha lớn. Lúc này, Mộc Giao đuổi theo Ân Giang Hồng ra ngoài, hô lên. Ân Giang Hồng nhìn Mộc Giao, thở dài nói, ngươi theo ta làm gì? Giao Nhi muốn giúp cha lớn phân ưu à?
Khóe miệng Ân Giang Hồng hơi vểnh, xoa tóc Mộc Dao nói, vẫn là khuê nữ của ta, nghe lời hiểu chuyện, trưởng thành rồi. Nhìn xem mặt mũi cha lớn tràn đầy ưu sầu, Mộc Dao thật rất muốn nói là Giang Bắc Nhiên đã về, nhưng nghĩ tới chuyện hắn liên tục dặn mình tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này thì cuối cùng vẫn nhịn xuống. Không biết Ân giáo chủ đang phiền lòng vì chuyện gì? Vào lúc Ân Giang Hồng và Mộc Dao đang phiền lòng thì thanh âm Ân Giang Hồng đã lâu không nghe đột nhiên vang lên. Ân Giang Hồng ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Giang Bắc Nhiên đứng chắp tay hành lễ với mình. Ngươi, tên hỗn tiểu tử này! Ân Giang Hồng bỗng nhiên lên, vọt tới vỗ lưng Giang Bắc Nhiên, ngươi chạy đi đâu vậy hả? Giang Bắc Nhiên lảo đảo mấy bước rồi xoa lưng, xoay người nói, bị vài việc giữ chân. Giữ chân ngươi hơn một năm, không kém bao nhiêu đâu. Giang Bắc Nhiên gật gật đầu, ngay cả cơ hội viết thư cũng không có. Nếu có thì vãn bối nhất định sẽ viết thư cho ngài. Ha ha ha, ta tin ngươi, xem ra lần này chuyện giữ được chân ngươi cũng không nhỏ a, vẫn kém hơn chuyện lớn ở Thịnh Quốc lần này. Ân Giang Hồng nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, ngươi đã biết. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 639, ôn dịch, 5. Lần ôn dịch này thật sự có chút phiền phức, bất quá ta đã điều tra rồi, nó là dư chấn của chướng khí. Quả nhiên là chướng khí. Ân Giang Hồng, hoặc nói toàn bộ người Thịnh Quốc cũng từng nghĩ tới chuyện này, chỉ là họ không tìm được sự liên hệ giữa hai chuyện nên không giải quyết được gì. Bây giờ nghe được có người nói khẳng định, hơn nữa lại là Giang Bắc Nhiên, trong lúc nhất thời Ân Giang Hồng như thấy được hy vọng. Giang Bắc Nhiên nhìn Ân Giang Hồng gật gật đầu rồi nói, kỳ thật sau chuyện đó chướng khí vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn mà hóa thành những hạt tròn cực nhỏ. Phiêu tán tới khắp Thịnh Quốc, một khi phát hiện có người bệnh sẽ lập tức sống nhờ trên cơ thể họ. Hạt tròn cực nhỏ, sống nhờ. Nghe xong hai cụm từ kỳ quái này, Ân Giang Hồng suy tư một hồi, đại khái hiểu ý nghĩa rồi mới mở miệng nói. Cho nên, ý của ngươi là chướng khí kia đã bao phủ toàn bộ Thịnh Quốc, chỉ là đổi một loại hình thức khác. Ân giáo chủ anh minh, Giang Bắc Nhiên chắp tay một cái, tiếp tục nói, đúng là như thế, cho nên hiện tại, chuyện trọng yếu nhất là thành, lý những hạt tròn này, sau đó mới tới giải quyết ôn dịch. Được, ngươi có giải pháp gì chưa? Hiện tại chuyện cần làm nhất là trừ độc, đơn giản mà nói là nghiên cứu ra cách tiêu diệt những hạt tròn kia, sau đó diệt trừ nó trong khắp các ngõ ngách của thành trấn. Ha 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 ha, nghe tới đây, Ân Giang Hồng đột nhiên cười ha hả, thủ thế với Mộc Dao. Khuê nữ A, ngươi về phòng hội nghị chờ trước đi. Dù Mộc Dao có chút không muốn nhưng vẫn gật đầu nói, vâng, cha lớn. Lúc Mộc Dao rời đi, nàng quay người nhìn đình nghỉ mát, phát hiện cha lớn đã vui trở lại, cười nói với Giang Bắc Nhiên thì nhịn không được thầm cảm khái, gia hỏa này. Cười sảng khoái như thế. Bất quá Mộc Dao nghĩ tới chuyện vốn không giải quyết được, nay bị Giang Bắc Nhiên giải quyết chỉ trong 3 ngày thì không khỏi bội phục bản lĩnh của đối phương. Cũng khó trách cha lớn luôn luôn muốn tìm hắn. Giang Bắc Nhiên đã sớm nghiên cứu ra cách tịnh hóa chướng khí, Ân Giang Hồng nghe xong cũng không quá kinh ngạc. Dù sao hắn biết phía trên Giang Bắc Nhiên có một vị đại năng, cho nên việc giải quyết ôn dịch còn không phải dễ như trở bàn tay. Hiểu rõ đầu nguồn vấn đề, biết được kế hoạch giải quyết xong thì cần gì mấy cái hội nghị lừa đảo kia nữa. Hiện tại Ân Giang Hồng càng nghĩ càng tức đám già đầu kia. Trước khi trở lại phòng nghị sự, Ân Giang Hồng nhìn về phía Giang Bắc Nhiên hỏi, bất quá ngươi trở về, sao không báo cho chúng ta biết trước? Chúng ta tìm ngươi sốt ruột muốn chết, vì muốn các ngươi sốt ruột tìm ta, nên mới không thông báo cho các ngươi đó. Sở dĩ Giang Bắc Nhiên không để Mộc Dao nói ra vì không muốn đám lão đầu tới làm phiền hắn, hắn lười giải thích. Bây giờ hắn giải quyết đại sự trước, lúc gặp lại trả lời cũng có sức hơn, không cần rơi vào thế bị động. Đương nhiên, những lời này cũng không thể nói thẳng. Giang Bắc Nhiên chắp tay nói, thấy Thịnh Quốc sinh linh đồ thán, vãn bối lòng nóng như lửa đốt, cho nên trước đã đi điều tra việc này, xin Ân giáo chủ chớ trách. Chuyện này, bản tôn sao có thể trách ngươi, khen ngươi còn không kịp nữa kìa. Đa tạ Ân giáo chủ thông cảm, vậy vẫn bối về tông môn trước, đợi trừ độc xong, ngài báo cho ta biết một tiếng là được. Được, vậy ngươi về đi, vãn bối cáo từ. Giang Bắc Nhiên nói xong lại cưỡi mây rời đi. Nhìn theo Giang Bắc Nhiên, Ân Giang Hồng không khỏi lắc đầu thở dài, đệ tử của đại năng quả nhiên khó lường a.
Tuy không tu vi nhưng có thể cứu một nước khi gặp khó khăn, chẳng lẽ trí tuệ thật sự có thể áp đảo thực lực? Lần đầu Ân Giang Hồng bắt đùa hoài nghi với việc tự xưng lực lượng là chí tôn, sau đó hắn lắc đầu không nghĩ nữa, đi về phía phòng nghị sự. Mặt khác, Giang Bắc Nhiên trở lại Quy Tâm Tông liền đi thẳng tới Đinh Lan Thủy Tạ. Đông đông đông, Giang Bắc Nhiên đập cửa ba lần. Kẹt một tiếng, đại môn bị mở ra, Tiểu Đoá ngẩng đầu một liền thấy được khuôn mặt mỉm cười của Giang Sư Ca. Giang Sư Ca, Tiểu Đoá kinh ngạc không gì sánh được hô. Giang Bắc Nhiên đánh giá Tiểu Đoá nay đã trưởng thành một phen rồi cười nói, Tiểu Đoá trổ mã ngày càng thủy linh nha. Tiểu Đoá bị khen tới mức hai gò má lập tức đỏ lên, nàng thẹn thùng cúi đầu, đa tạ sư ca khích lệ. Thi đường chủ đâu? Giang Bắc Nhiên có chút kỳ quái hỏi. Dựa theo bình thường, hắn vừa mở miệng hẳn Thi Phượng Lan đã lao ra mới đúng, nhưng bây giờ đã nửa ngày vẫn không thấy bóng người. Ở đây, đang trong phòng chính. Tiểu Đoá chỉ hướng ra sau lưng. Nghe được Thi Phượng Lan ở nhà, Giang Bắc Nhiên lập tức đoán được một chút nguyên nhân. Giang Bắc Nhiên vuốt vuốt đầu Tiểu Đoá, đi qua vườn hoa tới phòng chính. Quả nhiên thấy Thi Phượng Lan đang ngồi ngay ngắn trước bàn tròn, chỉ là không thèm nhìn Giang Bắc Nhiên. Giang Bắc Nhiên mỉm cười, giả bộ nhìn nhìn rồi thất vọng nói, xem ra Thi đường chủ không có ở đây, vậy ngày khác ta trở lại a. Nói xong thì quay người rời đi. Khi chân phải của hắn vừa bước qua bậc cửa thì bỗng cảm nhận có ai đó kéo vạt áo mình. Tiểu, Bắc, Nhiên, ngươi khi dễ ta. Nghe Thi Phượng Lan tràn ngập oán khí nói, Giang Bắc Nhiên xoay người cười, a, nguyên lai Thi đường chủ ở đây, vừa rồi là đệ tử vụng về, không thấy ngươi. Ngươi rõ ràng thấy ta. Thi Phượng Lan hô, ta không có, ngươi có. Thi Phượng Lan nói xong dùng tay nhỏ đánh thùng thụp vào ngực Giang Bắc Nhiên, ngươi là tên đại lừa gạt. Đại lừa đảo, đại lừa đảo. Đã nói sau một tháng sẽ về, còn nói sẽ viết thư cho ta. Gặp được phải tình huống đặc biệt, ta cũng không có cách nào, kỳ thật ta. Giang Bắc Nhiên vừa nói được phân nửa thì Thi Phượng Lan bỗng nhào vào trong ngực hắn. Ô ô ô, nếu không phải ta biết ngươi còn sống, ta đã sớm ra ngoài tìm ngươi. Ngươi đến cùng đã đi đâu? Giang Bắc Nhiên nghe xong thì không khỏi nhíu mày, nắm vai Thi Phượng Lan hỏi, chờ chút. Sao ngươi biết ta còn sống? Cái này, ta đoán. Thi Phượng Lan nghiêng đầu không đáp. Giang Bắc Nhiên dùng một tay xoay đầu Thi Phượng Lan lại, nhìn chằm chằm nàng hỏi, nhìn ta, trả lời. Chương 640, Huyền Ấn. Cái này, cái kia, Tiểu Bắc Nhiên, lần này ngươi về trễ vậy, không phải nên suy nghĩ xem bồi thường gì cho ta trước sao? Thi Phượng Lan nâng cằm hô, mà Giang Bắc Nhiên thì vươn tay nhéo má Thi Phượng Lan, nhìn chằm chằm nàng hỏi, nhanh. Nói, ai nha, ta nói là được nha. Thi Phượng Lan nói xong thì lùi về sau một bước, chân vẽ hai cái vòng tròn trên mặt đất rồi mới nói với Giang Bắc Nhiên, vậy ngươi đồng ý với ta là sẽ không giận trước đi. 3, 2, ai nha, đừng đếm, ta nói, là lần trước lúc ngươi rời đi, à. Ta vụng trộm để lại một cái huyền ấn trên người ngươi. Thi Phượng Lan nói xong thì giải thích một hồi, ai bảo ngươi nói không biết lúc nào mới về. Ta là lo cho ngươi nên mới. Tiểu Bắc Nhiên, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi đừng tới đây. Tới là ta kêu lên đó. Ai nha, ta biết sai rồi, ta không dám nữa đâu. Nhìn Giang Bắc Nhiên không ngừng đi tới gần mình, Thi Phượng Lan dùng hai tay ôm đầu hô. Vậy bây giờ có thể trừ huyền ấn đi được chưa? Nghe Giang Bắc Nhiên hỏi, lúc này Thi Phượng Lan mới chậm rãi mở mắt ra, lúc ngươi vừa tới ta đã thu hồi huyền ấn lại rồi. Dễ như vậy, hắc hắc, đây là bí ấn gia truyền của nhà chúng ta, lợi hại không? Thi Phượng Lan đắc ý nói, nghe được hai chữ gia truyền này, Giang Bắc Nhiên đã liên kết được mọi thứ lại. Thì ra là thế, huyền ấn là một loại dấu ấn tinh thần, vô sắc vô hình, rất khó bị phát hiện. Giang Bắc Nhiên vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao vị huyền thánh kia lại bảo hắn là người một nhà, cuối cùng bây giờ đã rõ. Lần trước hắn tới cáo biệt với Thi Phượng Lan, trước khi đi hệ thống đã nhảy ra một nhiệm vụ địa cấp. Thì ra khi đó Thi Phượng Lan đang lén đặt huyền ấn lên người hắn, nếu hắn quay đầu sẽ hù nàng bỏ chạy mà không dùng huyền ấn nữa. Từ đó, vị huyền thánh kia sẽ không lên tiếng giúp hắn. Cho nên, lão giả kia là phát hiện được huyền ấn trên người ta thuộc về gia tộc của họ nên mới giúp ta. Kể từ đó, Giang Bắc Nhiên liên kết mọi chuyện lại, Thi Phượng Lan vì lo cho an nguy của hắn,
vụng trộm cài một cái ấn ký lên người hắn. Đoán chừng ấn ký này có ý nghĩa đặc thù gì đó với Lâm gia nên vị lão giả kia mới có thể trực tiếp xem hắn như tiểu bối nhà mình mà chiếu cố. Bối cảnh của Thi Phượng Lan quả nhiên khủng bố. Dù Giang Bắc Nhiên đã sớm đoán được bối cảnh của Thi Phượng Lan, khả năng cao là gia tộc của Huyền Thánh, nhưng hiện tại xác nhận được vẫn cảm thấy chấn kinh. Tông chủ, đến tột ngươi là thần thánh phương nào a? Ngôi miếu hoang nhỏ như Quy Tâm Tông vậy mà có hai tôn đại Phật, một là tại Thiên Kim Lâm gia ở Hô Phong Hoán Vũ Kỳ Quốc, một là đại gia tộc của Huyền Thánh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai nàng rõ ràng là thiên đạo đưa tới làm khó Giang Bắc Nhiên hắn. Đoán chừng lúc Lục Dận Long nhận hai nàng còn ngơ ngác hơn cả hắn nữa. Với đám cô nãi nãi này, một khi hầu hạ không tốt, đừng nói Quy Tâm Tông mà đoán chừng cả Thịnh Quốc cũng bị diệt chỉ trong vài phút. Giang Bắc Nhiên suy nghĩ rõ ràng xong thì búng trán Thi Phượng Lan một cái, về sau không được như vậy nữa. Ô, Thi Phượng Lan ôm trán miết miệng, trong lòng cũng hiểu Tiểu Bắc Nhiên không trách nàng. Cảnh báo đã được giải trừ, Thi Phượng Lan lập tức giữ chặt hai tay Giang Bắc Nhiên, ngươi thiếu ta một. Hai, được rồi, dù sao cũng là thật nhiều ván bài, mau tới, mau tới. Hôm nay không bồi ta chơi cho đã, ngươi đừng nghĩ rời đi. Nhưng Giang Bắc Nhiên lại lắc lắc đầu, ta về tông là tới báo bình an với ngươi thôi. Ta còn có chuyện cần xử lý, cho nên hôm nay không rảnh. Thi Phượng Lan nghe xong, dù rất thất vọng nhưng nghĩ tới Tiểu Bắc Nhiên về là tìm mình trước nên lập tức vui vẻ lại. Được rồi, vậy ngươi xử lý xong nhớ bồi ta chơi. Không, đúng, đánh bài với ta. Được, ta đồng ý với ngươi. Giang Bắc Nhiên gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng chính. Vào lúc hắn muốn đẩy ra cửa viện rời đi thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng la của Thi Phượng Lan. Tiểu Bắc Nhiên. Giang Bắc Nhiên đóng cửa viện lại, quay đầu nhìn Thi Phượng Lan đang chạy tới, hỏi, thế nào? Tiểu Bắc Nhiên, không phải lúc trước ngươi nói muốn xem thử địa tạng chân tinh sao? Ta đã lấy một khối từ nhà tới, ngươi muốn xem không? Quả nhiên là phú bà a. Cái gì gọi là một bước đúng chỗ? Đây chính là một bước đúng chỗ. Không cần cứu cô, không cần mất đi một năm rưỡi, chỉ cần ám chỉ một chút đã trực tiếp được dâng ngay đồ tới tay. Quá thơm. Các bạn vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.